Một nam sinh 17 tuổi ở Ấn Độ đã bất tỉnh vì lo lắng khi phải ở chung phòng thi với 500 nữ sinh khác. Cậu bé này thừa nhận là không rõ lý do ngất xỉu, chỉ biết là đã quá áp lực khi xung quanh toàn là nữ giới. Manish Prasad, 17 tuổi, theo học tại trường cao đẳng Alama, Ipan, tham gia buổi kiểm tra toán tập trung tại một trung tâm ở Surigan của Ấn Độ. Khi vào phòng thi, Manish bất ngờ khi thấy các thí sinh khác đều là nữ việc trở thành nam giới duy nhất trong không gian kín khiến cậu trở nên khó thở từ trước khi bắt đầu làm bài. Cậu bé sau đó đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. Ông Sachi Danan, cha của nam sinh chia sẻ với India TV cho biết, con trai đã tỉnh lại sau vài giờ trong phòng cấp cứu. Cậu bé thừa nhận không rõ lý do ngất xỉu, chỉ biết đã quá áp lực khi xung quanh toàn là nữ giới. Dù đã tỉnh lại, nam sinh vẫn còn có những dấu hiệu như là lo lắng, sợ sệt và không thể trả lời các câu hỏi từ báo đài một cách rành mạch. Lý do vì sao Manish lọt vào phòng thi của nữ sinh vẫn chưa ai nắm rõ, trong khi khu vực làm bài được phân chia theo giới tính. Người phụ trách chính của kỳ thi cho biết, dù rất tiếc, họ vẫn không thể hỗ trợ thi bù cho manis Sankar Prasad. Đây là lỗi bất cẩn cá nhân, chứ không nằm trong phạm vi xử lý của nhà trường. Theo Times of India, các bác sĩ vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố này.